Bốn con giáp phát tài, kinh doanh buôn bán đánh đâu thắng đó trong 10 ngày cuối tháng 6 dương lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trên thế gian này, vạn sự, vạn vật đều có quy luật của nó. Một khi đã tìm ra quy luật của số mệnh thì cũng không khó để suy tính ra vận mệnh của cuộc đời. Nhưng suốt cuộc, đoán mệnh chỉ bằng cải mệnh. Vận mệnh đời người, 3 phần do trời, 7 phần do con người tạo ra. Vậy nên, giàu sang vinh hiển hay nghèo đói bần cùng, phần lớn đều nằm trong tay của mỗi người. Muốn cải biến số mệnh, trước hết bản mệnh cần điều chỉnh tư tưởng, tu chính lại hành vi của bản thân, đồng thời phải luôn cố gắng nỗ lực hết mình, không bỏ cuộc. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Theo tử vi học, đích thực là có một số con giáp sau bao nhiêu năm vất vả xây dựng sự nghiệp, cuối cùng cũng có ngày trời thương mà đổi vận hùng phát. Trong 10 ngày sắp tới, những con giáp này dù trước có khổ sở ra sao, thời gian tới sẽ thành công mỹ mãn trong tất cả các khía cạnh của cuộc đời. Vậy trong thời gian tới, vận trình của các con giáp này sẽ xảy ra những điều gì? Những may mắn nào sẽ xảy đến? Kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi còn được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Mão. Tuổi Mão là người khá có duyên, lúc nào cũng tươi cười, nhã nhặn nên rất dễ dàng trong việc giành được thiện cảm với người xung quanh, kể cả người cùng giới, người khác giới, đồng nghiệp lẫn cấp trên. Họ cũng là người rất giỏi trong việc tạo bầu không khí cho đội nhóm. Bên cạnh đó, họ còn là người có sự cảm nhận tốt, nên tuổi Mão rất nhanh chóng trong việc nhìn ra mấu chốt, cách thức làm một việc gì đó. Nên ngay cả những trải nghiệm lần đầu, họ cũng đều có thể thực hiện được trong thời gian ngắn. Hơn thế nữa, người tuổi Mão còn có khả năng pha chế, sáng tạo ra một điều gì đó mang bản sắc của riêng mình. Tử vi tháng 6 dương lịch có dự báo tình hình tài chính của mệnh chủ tuổi Mão khá rực rỡ trong 10 ngày sắp tới. Dường như nguồn thu này đang bù đắp cho khoảng thời gian thiếu thốn trước đây của mệnh chủ tuổi Mão. Nhiều mệnh chủ có được của ăn, của để, tiết kiệm được một khoản khá khá, đảm bảo cho tương lai tốt hơn. Một số mệnh chủ cũng nhờ kiên nhẫn gom góp tiền bạc trong nhiều năm qua, lại có thêm hậu thuẫn của người thân nên sẽ mua được nhà cửa, tậu được xe mới. Lục bạch bay về phương Bắc còn cho thấy những ai phát huy được trí tuệ, thông minh và sự nhanh nhẹn trong việc nắm bắt cơ hội sẽ có thể phát tài nhỏ. Nếu bản mệnh là người chuyên đầu tư hay kinh doanh thì lúc này có lợi thế rõ rệt, hãy chớp lấy thời cơ của mình. Tuy nhiên trong tử vi có tương phá, tức là có điểm phá tài, khuyên bản mệnh không nên chủ quan tới các giao dịch liên quan tới tiền nong. Nhất định phải quản lý tiền bạc chặt chẽ, không nên xem thường những khoản chi nhỏ. Chính vì vậy, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, thì mệnh chủ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng có giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vật phẩm sẽ giúp tuổi Mão tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới.
Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những gia chủ tuổi Mão. Thứ hai là tuổi Thìn. So với người khác, mệnh chủ tuổi Thìn là người rất nhạy cảm. Nhờ có sự nhạy cảm đặc biệt của mình mà họ thường nghĩ ra những ý tưởng vô cùng xuất sắc, ngay cả trong những tình huống có thể xem là bế tắc. Sau đó mà không ít lần họ làm cho người khác ngạc nhiên với cách nhìn, cách nghĩ, cách giải quyết vấn đề của mình. Chính vì điều này mà tuổi Thìn thường được xem là nhân tài và họ cũng đạt được thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúc mừng mệnh chủ tuổi Thìn đã trở thành con giáp phát tài trong 10 ngày cuối tháng 6 dương lịch. Một phần là bởi mệnh chủ biết tích lũy tiền bạc từng chút một, không bao giờ tiêu xài phung phí vì lo lắng dịch bệnh kéo dài sẽ khiến công việc bấp bênh, nguồn thu sẽ dần trở nên eo hẹp. Thậm chí có nhiều mệnh chủ động chuyển sang tập trung kinh doanh online. Và giờ đây, việc buôn bán đã vào guồng nên doanh thu khá ổn định. Đây là cơ hội hốt bạc, cho nên mệnh chủ tuổi Thìn đừng chần chờ, hãy chủ động lên. Những thử thách trong thời gian này cũng khuyến khích mệnh chủ nỗ lực nhiều hơn để chứng tỏ khả năng của mình. Như thế bản mệnh học hỏi được nhiều hơn, đạt được những kế hoạch tốt đẹp trong mọi việc. Tuy nhiên, dù có đang giành được thắng lợi nhất thời, bản mệnh cũng trở nên chủ quan. Hãy dành một khoảng thời gian nhất định để đánh giá lại các quyết định trước đây của mình. Muốn thật sự thành công, bản mệnh hãy là con giáp sống có kế hoạch. Ngoài ra, để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, mệnh chủ tuổi Thìn nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Thìn để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba là tuổi Mùi. Tuổi Mùi là người rất nhẹ nhàng và ôn hòa, ở họ luôn có sự bình tĩnh và thái độ mềm mỏng. Do đó, mọi người xung quanh có thể dễ dàng bắt chuyện với những người tuổi Mùi, cũng như cảm thấy sự bình tĩnh khi ở gần họ. Người tuổi Mùi sẵn sàng lắng nghe hoặc giúp đỡ ai đó một cách chân thành khi đối phương gặp khó khăn. Họ có khả năng quan sát, tinh tế và nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nên biết cách xử lý tình thế một cách khéo léo và phù hợp. Chính nhờ đặc điểm trên mà đối với mọi người xung quanh, người tuổi Mùi như một chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy. Tử vi năm 2021 có cho thấy cơ hội kiếm tiền của mệnh chủ tuổi Mùi đang mở rộng trong 10 ngày cuối tháng 6 dương lịch và thời gian sau đó. Vì thế, việc làm ăn, kinh doanh của mệnh chủ sẽ trở nên vô cùng suôn sẻ, nhất là đối với những ai đang kinh doanh online. Mệnh chủ càng biết cách thích nghi, càng tạo ra nhiều lợi nhuận. Theo tử vi tài lộc của 12 con giáp trong tháng 6 dương lịch, các tinh trong 10 ngày cuối mang tới nhiều vận may mà hiếm khi tuổi Mùi có được. Quan trọng là mệnh chủ có đủ khả năng nắm bắt hay không mà thôi. Thời điểm này, thậm chí có một số mệnh chủ sẽ được người thân mách nước mà mua được nhà, mua thêm được đất đai với giá cả hợp lý, tiền bạc rủng rỉnh thì bản mệnh cũng nên cố gắng để gia tăng số tiền tiết kiệm, chứ không phải là nghĩa cách tiêu xài hoang phí. Đừng dành một khoản tiền lớn để mua sắm những món đồ không thực sự cần thiết. Tuy nhiên, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Mùi hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, phần hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh, phát triển mọi khía cạnh trong tân sửu. Hơn thế nữa, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho mệnh chủ tuổi Mùi. Thứ tư, tuổi Hợi. Trên vị trí cuối cùng trong 12 con giáp,
Tuổi Lợn là con giáp khá ôn hòa và là con vật may mắn đại diện cho sự vui vẻ, vô tư, tài vận và giàu có. Tuổi Hợi ấm áp, trung thực và bao dung với người khác. Họ có rất nhiều bạn bè vì sự chung thủy trong tình bạn và sự trân trọng mối quan hệ giữa hai người. Bất cứ khi nào một người bạn cần, họ sẽ giúp đỡ mà không do dự. Tử vi học còn nói, trong thời gian 10 ngày cuối tháng 6 sắp tới, mệnh chủ tuổi Hợi sẽ không phải suy tính quá nhiều vào vấn đề tiền bạc. Thậm chí, với số tiền kiếm được từ việc làm thêm, bản mệnh có thể mua cho mình một món đồ yêu thích từ lâu. Các tinh hậu thuẫn cho con đường tài lộc của bản mệnh lúc này được tăng tiến, nhiều bản mệnh gia tăng được thu nhập bất chấp khó khăn hiện tại. Thậm chí trong lúc mọi người gặp trở ngại là lúc bản mệnh kiếm được tiền nhờ sự thông minh, nhanh trí của mình. Với mệnh chủ đang làm công ăn lương, trong thời gian này do mệnh chủ làm tốt nhiệm vụ được giao nên có thể được tiếp nhận một khoản tiền thưởng, khích lệ nho nhỏ. Còn với những gia chủ vừa bước chân vào lĩnh vực kinh doanh thì nên chủ động hơn trong việc trang bị kiến thức tài chính cho mình. Được như vậy, gia chủ cũng sẽ trở nên cứng cáp và tự tin hơn rất nhiều, cũng như dễ đưa ra những quyết định chính xác hơn. Ngoài ra, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hành thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy gia cát khuyên mệnh chủ tuổi Hợi cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi được những hung tinh, tà ma, vận hạn, kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng có giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp tuổi Hợi tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chi chú, xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin mới nhất từ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.